để trở thành phên cứng và nhận được những ưu đãi từ phên cứng với những huy hiệu rất ngộ nghĩnh, những đặc trưng riêng cho phên cứng, thì anh em hãy tham gia tính năng hội viên tại YouTube vừa mới mở trên kênh LnP của mình nha. Click vào đây và làm theo hướng dẫn thì anh em sẽ trở thành hội viên của LnP rồi đó. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire. Nè, có Mít Chí Huy nè. Alo, nghe được không? Mít Chí Huy nè. Từ từ giải quyết xong tụi này đã. Cho anh đem treo. Cho anh ăn một kích. Về kịp không? 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 Ơi nó dí theo tôi rồi, nó dí theo tôi nha, nó dí theo tôi nha. Ơi, team đâu nhiều vậy? Có Thiếu Lâm ở trong góc á, ông né thôi. Bye. Tôi chạy nè. Ôi, có con Dương Môn đây nữa nè. Dương Môn từ từ, né qua để ông nhai thử đi. Đứng đi chơi, đứng đi chơi. Ăn cục máu trên cái dưới đây đúng quải luôn á. Thử đi, thử đi. Ăn cục một kích. Kệ ông nhai mà, bét cái bàn mà. Xong chưa? Xong chưa chơi. Xong chưa? Còn. Gì vậy ba? Ông chết rồi kìa, ông nhai em chết rồi kìa. Gì vậy ba? Ôi gì qua tôi thấy ba thằng Hải Kim đứng ngay góc ghê ông. Ủa, nội Kim với ba vậy. Ông nào kéo lên nữa? Tôi lôi con Thiếu Lâm về nữa đánh tôi chứ. Phải. Tôi vừa bên khu 4 ăn cục máu, tôi chạy qua cái nó vét cái né của tôi rồi, qua ăn nguyên cái hút của Thiếu Lâm luôn. Gì vậy ba nội? Vào ăn thủ bà. Không ăn thủ sao chạy? Để ông nhai ông tăng chứ. Ông có tí đẹp rồi. Nhai là ông chơi lắc á. Ông chơi lắc là ông không bao giờ mất máu đâu. Đây có tác dụng rồi đó. Từ từ tôi hay lắc một tí nha, để tí. Khoan để tí nha. Tôi đi mua bí kíp đã nha. Đây mua bí kíp đi. Chạy coi ai không? Có con Long Tước với lại con nó quýnh ông kìa, về đi ông nội, chết đó. À, về đi về nha, về đi về đi. Thôi. Sao ông mua giùm tôi cái chiêu kéo ông nội. Có tí đẹp đi qua bệnh hốt nó cái. Xong chưa? Đây anh em. Đây. Mua đồ kệ con kia đi, mua đồ. Nó quýnh kìa. Ông ngay đứng lại kìa. Chơi vậy sẽ chơi. Thôi tôi chạy trước tôi biết. Mày chết rồi qua, con mua đồ. Ngay. Hết quái nó quay qua nó quá nọng. Hết quái. Hên ổng cái bàn nha, ông còn sống nữa. Quay qua ông quýnh tôi chắc ngáo. Ôi thằng đó cái bàn đó mà đúng không? Sao kỳ vậy? Mới hả? Mãi nhớ Long Tước mà. Ngay ông giận gì ông nói chuyện rồi. Bị gì á? Thế anh em mình xì châm ông quá chứ vậy. Tôi có đa kỳ nha. Ông tự nha. Anh em ơi. Ở đâu vậy? Là 4 nè, là 4 nè, 4 kìa, 4 tàn kiếm Thiên Sơn nha, tàn kiếm Thiên Sơn cái kiểu á, tàn kiếm bất tử kìa. Ô tàn kiếm bất tử anh em ơi, cẩn thận, né. Ôi sao nó có quần, nó bảo tự mà. Nhanh hết bất tử, tôi nổ cái chết rồi. Chị chết bà. Anh em lo rương đi, tôi đi hồi. Bỏ cách tên cô. Đâu? Ok. Ông hồi máu đi ông nội, ông còn chấm máu hả? Thằng gì như đây quánh chế độ ớn rồi, thằng gì? Còn cái kê mà. Tôi hết lock rồi nha. Lên trên không? Trên tìm treo nè. Gì ba? Chưa mở nè. Vừa phải thôi chứ. Hồi máu cả ba. Nó đồ lại kìa. Dưới cô, dưới nha. Ngay là chỉ có bem thôi chứ không nói gì. Không con đứng ở dưới đây. Đang nằm cái cũng lười. Bắn cái con trong là có đồ. Cô mua đồ luôn đi cô. Ông rảnh mình ông mua hết đồ đi. Cô mới kiếp đi. Rồi phụ anh ơi. ông tôi mà qua bển cái là tôi đưa tiền cho tụi nó đó. Thì lên đây là bà đi, đủ rồi, đánh nó đâu chi nữa. Nhanh 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 nhanh, trả giờ kìa. Tôi có đa đâu kìa, tôi chạy đây, tôi hết combo đó. Mà mở đường đi, chúng tôi nó bị double lít anh em ơi, tôi bấm vô cái nó lít lum á. Ui bạo kích luôn, ai bất tử không? Không có máu ta, buồn ta. Máu gì ông? Đầy ông máu là chuyên gia máu rồi. Bộ bị đập, ông lúc nào ông full máu, ông kiếm máu làm chi nữa ông nội. Rồi qua trái đi, trái đi. Ui làm cái trước khi qua thương nhân nào. Vô. Tăng lúc nào đi sao kìa. Đồng môn kìa. Gớt kìa, dít đi. Chết không còn thứ gì luôn. Ăn hồi sướng. Đây qua đây nè. Chưa mất chiêu dặm rồi. Mất nhậm hiệu quốc luôn, quyền thủy kìa. Ui nó cấm chiêu mình đó chứ gì vậy. Ê, né ra Nguyễn Thị nó cấm chiêu mình đó chứ, khó chịu á. Nó treo nhiều ta. Rồi Chí Tôn nha. Đây có Nguyễn Thị. Quyền Thủy đánh ha, nghe không? Cái hôm bữa ông Nhai ổng on trễ á, tôi với ông Tokoda, tôi cầm game em, Tokoda cầm Minh Giáo, quét ghê lắm nha. Xong rồi gặp cái team Quyền Thủy, ổng quýnh con Quyền Thủy mà tối ngày là Quyền Thủy đi đâu ổng quýnh hoài, Quyền Thủy búp cái chiêu cái thuẫn lên là cứ quýnh hoài mà nó không mất máu, thằng kia bay giờ úp cái chết ngắt. Giờ phải ngã vô chi cho biết. Ban đầu là Quyền Thủy nguyên cái máu đúng không? Cái thôi mà ông nhảy Quỷ Thiên vô cái Quyền Thủy búp 7x, ổng cứ nhào quýnh hoài, quýnh mười mấy giây quýnh không chết Quyền Thủy. Bên kia nhảy lên giết chết tôi rồi cái quay qua giết ổng luôn. Quyền Thủy búp mấy giây đầu là miệng sạch thương hoàn toàn. Về xá đi, về xá đi. Về một luôn, về sáu chị ông. Với đây tim treo nè. Nè xuống đây là xuống đây quýnh cái luôn đi. Nhanh mấy ông. Cái bàn tùm lum nè, 2-3 team trong đây nè. Rồi combo tôi còn chấm máu 10. Trên cái người nha. Đi mua đồ đi, đi mua đồ đi. Chị Bốn nó mua đồ đi. Bốn tống à. Tôi mua cục đàm cái gì mua bí kíp ghê vậy ba, không còn gì cho tôi luôn á. Tôi mua một cái bí kíp trung à. Nhai mua kinh gì Nhai, để qua quánh Thiên Vương bên đây nè, để qua đây nè, lên trên nè kìa Thiên Dương kìa. Tôi mất né rồi, để né đó tôi dậm coi. Bùm, ôi cha. Xuống đây nè, xuống đây nè, xuống đây nè. Ôi, ui. Dặm gì nữa giờ này. Nè, Quyền Thủy kìa. Ủa con này Hoa Sơn mà, Quyền Thủy à. Nhảy kìa. Ôi nhảy kìa. Ôi. Chạy. Nãy nó quẹt là tôi nghi nó người chơi rồi. Ai ngờ còn trâu vậy. Chạy quá. Chơi sao để nó chạy dữ vậy? Trên đây có Thiếu Lâm nè. Quyền Thủy chết này. Từ đâu chuyển về để tôi ơi khu 10 có người nha. Cái bàn với lại Dương Môn đánh tay á. Mua bí kíp con bơi. Tôi hồi máu. Kiếm cái hồi máu. Đây lên khu 10 nè. Lên 10. Qua hai có tìm á, qua hai có Thiên trước á. Cứ đánh từ ơi. Ông bằng em Nhai rồi lên trên nè Dương môn các bạn. Ông Tô Cô Đa ông dặm sao ông có mang đam nó kinh thiệt chứ. Cầm chơi vui. Cô có đang mở vô chỉ huy không cô? Có, tôi đang mở vô chỉ huy nè. Hey, có dòng dám em. Thiên Vương ở 3, Thiên Vương 3, Thiên Vương 3. Ông bánh đi, ông bánh giáo mà. Ờ chứ tôi nói gì đâu, ưng mà. Cho tôi hồi máu chứ trời. Nó bắt tử cái gì, bắt tử. Ai cũng có hồi máu hết trơn á. Trong... có mình giáo, mình giáo bị Thiên ở dưới đây, dưới nằm vô trong, từ từ xuống đây. Nè nó đây nó cua. Chạy đâu giờ này. Chết rồi, chết rồi. Ui nó chết luôn rồi. Về ba nội, ba có rồi ba còn ăn nữa. Xanh bạc. Hồi máu đi. Cần gì thôi. Ông nhà em tranh thủ ghê á. Thôi đi quét đây 18 17 rồi. Mấy khu ngoài rìa đó. Đây dưới của Nam có nè, dưới của Nam có tem 3 nè. Xuống này. Đây, tôi mất né rồi. Gì ba? Tôi thấy ông rớt máu gần chết rồi kìa. Ê khu 3 có người máu tượng kìa. Ơi, mình giao bậu kích bất tử nha. Mình giao bậu kích bất tử. Ê, Thiên Nhẫn không phải mình giao nè. Ừ, Thiên Nhẫn. Rồi. Căng nha. Kẹo căng nha. 4 quận 4. Ông ăn đi. Kẹo này căng em phải đơn giản không à. Không đơn giản đâu nha. Thôi. Chạm mất tích này. Quả 3 kìa. Ê, nó mở luôn ở 7 luôn rồi nè, mở rương nghe. 7 là có người rồi, người khác mở rồi, 7 người khác mở rồi. Tính lộ tượng luôn. Để nó mở nó xanh lắm. Cậu kích ở 7 có ai có chưa? Tôi chưa. Nó ba anh em ơi, nó có quần, nó có quần nha. Nó có quần kìa. Ở 7 có bầu kích. Ông vậy không để tôi ăn, bỏ rồi. Bất tử nè. Quần kìa. Tôi chăng đây cô. Ôi nó có quần tập 10 kìa em ơi. Quần hoài luôn. Đó đâu ra vậy? Rồi vô trong quét mấy tên nhỏ trước đi. Để nó đi, để nó qua ba quét đi. Vô trong con 7 gô vô á. Nó trên này chắc luôn nè, mới qua ăn con 7 vô á. Cua vụ nó quánh mình. Vậy mà tôi kéo nó hụt rồi ta. Kỳ quá. Con cái bàn 113 là cua vô xử cua. Ok. Có tem 3 ở dưới khu 13 có vô. Dưới khu 13 vô là khu nào? Ở dưới khu 7 vô. Ui. Gần Tokoda. Rồi Tokoda rồi. Chuẩn bị bụng bự. Hey. Xuống cứu ổng kìa. Rồi được rồi, còn một Thiên Nhẫn. Chết rồi. Ơi có quần, ai quần đó? Thiên Nhẫn quần nha. Nhẫn quần đó. Nó lên 9 rồi kìa, nó lên 9 rồi Tokoda ơi. Qua 2 nha. 4 có quần ơi, 4 có quần em ơi. Giờ rồi, coi nó bạo quá à. Nó sau lưng kìa. 4 Tokoda ăn hả? Hết giờ rồi, chết đầu ăn luôn. Một combo là của nó là có thể chết người không biết ai á. Tôi nghĩ là ông nhai chắc lên đường nó quá. Nó cũng chỉ gần Chí Tôn mà chứ không nghĩ đâu. Ừ, Chí Tôn á. Má thôi. Ôi, lên Chí Tôn khè tao nói thôi. Giờ săn Thiên Nhẫn này khó quá. Lên full Chí Tôn đi. Đấy, chỉ miếng rồi nha. Thôi để lẻ đi. Giờ mạnh ai bị bạo kìa, còn mạnh ai nó chạy thôi chứ còn tôi không biết. À, nó lẻ ra ai chết trước là vậy thôi. Ai chết trước cùi. Ai xui chịu. Tôi chưa biết đâu. Tí điệp là nó hay bút chật giờ lắm, có khi bị có khi không á. Nó trước rồi. Nó một nè. Tôi không biết. Chia ra chạy bao đi, tôi bao trên, ông bao giữa, ba người bao dưới. Thôi. Thôi, không có chia, đi dí à, không có chia. Chạy lung tung không biết đường nào sơ luôn. Giờ chia gì nữa? Rồi nó bất tử nha, bất tử bên chính nha. Ông Nhai em lặng quá ta. Đang rỉnh gì đó không biết. Rỉnh gì á. Cậu kích kìa, tụi không ăn cua. Đâu? Sao nè, mới chuyện em thấy à. Tôi bị lắc không ơi. Nó đâu ta? Nó thương nhân rồi. Nó bên ba. Ôi, ta ra nội xui. Nó chết. Không chết luôn. Bà nồi, cái lóc ông đúng là lóc gì. Cùi dữ ba. Tôi tưởng là dính rồi đó. Tôi dặm còn xíu máu rồi mà lóc cũng chết nữa. Ừ. Biết vậy tôi thất thám luôn cho rồi. Lóc xàm thiệt. Xàm. Chết rồi Lan nha anh em ơi, không hợp công áo. Rồi canh mấy khu ổ quái là thôi lụm hận nó chứ gì. Ừ, kiếm khu nào có quái canh. Đây nè, chết luôn. Chết luôn ý. Chạy đâu bài. Chạy đâu nhanh ấy. Tàn hình nè ông ơi, tàn hình. Nè, nhà tôi đọc suy nghĩ đó nha. Tôi sẽ chơi chiêu đó nè. Đọc suy nghĩ. À đã lên 3 nè, đọc suy nghĩ. Coi máu quái á. Nó về chị hồ máu thôi. Đây, hai là đọc suy nghĩ được rồi nè. Đó, ghê chưa? Xong luôn rồi. 16 mạng ghê vậy ba. Chị ghê ba ăn thôi, mày ghê ba. Ăn thôi ghê ba. Rồi ok, cuối cùng cũng đã chiến thắng anh em. Team mình giết 35 mạng. Không cuối thì có anh Thiên Nhẫn hơi khó khăn tí. Thì mạng mình nó dạo này nó bị lắc nên anh em thông cảm nha. Thì đó, team của mình có cái team này gặp thêm 3 ông biết chơi nữa đánh là quá khủng khiếp luôn đúng không? Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share, subscribe kênh LnP của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.